xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 16: Nổi hạch chắc chắn bị ung thư. Hạch, hạch bạch huyết hay hạch lympho là một cấu trúc có kích thước nhỏ, hình hạt đậu, chứa các tế bào miễn dịch, có chức năng tham gia vào quá trình bắt giữ và tiêu diệt vi khuẩn, tế bào bị nhiễm virus hoặc các tế bào lạ. Nổi hạch là một biểu hiện thường gặp khi bạn bị nhiễm trùng. Ví dụ như hạch cổ hay hạch dưới hàm thường to khi bạn bị đau họng. Tuy nhiên, nổi hạch cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư do các tế bào ung thư từ nơi khác di căn đến hạch hoặc ung thư tại hạch. Ung thư hạch hay còn gọi là lymphoma. Bên cạnh hệ tuần hoàn bao gồm động mạch và tĩnh mạch, cơ thể có hệ thống bạch huyết gồm mạch bạch huyết và các hạch hoạt động như là một phần của hệ miễn dịch, có nhiệm vụ nhận diện và tiêu diệt các tế bào lạ xâm nhập vào cơ thể. Các tế bào ung thư có thể phá vỡ màng đáy của cơ quan nguyên phát, vào trong máu đến các cơ quan khác, hoặc vào trong hệ bạch huyết lan truyền tới hạch. Hạch sẽ cố gắng hết sức để tiêu diệt các tế bào lạ này, không cho chúng lan tràn đi nơi khác. Tuy nhiên, một hoặc một vài tế bào ung thư thoát khỏi sự tấn công của hạch, bắt đầu phát triển và tạo nên những khối u mới tại hạch và khiến hạch to lên. Nổi hạch thường là do nhiễm trùng. Hạch thường có ranh giới rõ ràng với vùng xung quanh, di động được. Chỉ một vài hạch liên quan tới vùng cơ thể nhiễm trùng là nổi rõ. Ví dụ nhiễm trùng hầu họng thường xuất hiện hạch cổ mà không xuất hiện ở chỗ khác. Đỏ, đau, nóng vùng hạch nổi. Tùy theo nguyên nhân và vị trí nhiễm trùng mà người bệnh có thể có các triệu chứng khác kèm theo như sổ mũi, đau họng, sốt. Các hạch thường trở về bình thường nếu nguyên nhân gây nổi hạch được điều trị khỏi. Các đặc điểm cảnh báo nổi hạch ác tính: không có nguyên nhân nào rõ ràng gây nổi hạch, ví dụ viêm họng, ngày càng to lên hoặc không có biến mất trong 2-4 tuần. Hạch cứng, chắc hoặc không di động, đi kèm với các triệu chứng như sốt dai dẳng, đổ mồ hôi đêm, sụt cân không rõ nguyên nhân. Nếu bạn nổi hạch kèm theo tình trạng khó thở hay khó nuốt, phải đến bệnh viện ngay. Để khẳng định nổi hạch có phải do ung thư hay không, câu trả lời là phải sinh thiết mới biết. Tuy nhiên, đây là loại thủ thuật gây đau cho bệnh nhân và tồn tại các biến chứng. Và là vì nguyên nhân thường gặp nhất của nổi hạch là nhiễm trùng, nên sinh thiết thường không được chỉ định trong phần lớn các trường hợp nổi hạch. Sinh thiết là một xét nghiệm y khoa thường được thực hiện bằng phẫu thuật với mục đích lấy mẫu tế bào hoặc mô để đánh giá sự hiện diện hoặc mức độ của bệnh nhân. Sau khi được lấy ra khỏi cơ thể, các mô được kiểm tra dưới kính hiển vi và có thể được phân tích về mặt hóa học. Sinh thiết là phương pháp đánh giá bệnh chính xác nhất sau khi các phương pháp đơn giản hơn như xét nghiệm, siêu âm, nội soi, chụp ảnh không đủ để đánh giá toàn diện tình hình. Khi bạn đến khám bệnh, bác sĩ sẽ hỏi bệnh sử và tiến hành khám hạch cũng như khám tổng quát để tìm nguyên nhân gây nổi hạch. Nếu nghi ngờ ác tính, bác sĩ có thể thực hiện thêm một số xét nghiệm và sinh thiết hạch để xác định bản chất tế bào và mô học của hạch. Việc có tế bào ung thư ở hạch làm cho việc điều trị trở nên khó khăn hơn vì bệnh ung thư nguyên phát không còn khu trú tại chỗ, di căn. Tiên lượng điều trị ung thư khi đã có di căn hạch phụ thuộc vào yếu tố như vị trí, tính chất, khối u nguyên phát, tổng trạng chung tốt hay xấu, có di căn đến các cơ quan khác hay không. Riêng ung thư hạch là bệnh có thể chữa khỏi bằng hóa trị. Tuy nhiên, điều này cũng còn tùy vào bản chất của loại ung thư hạch đó. Sự thật, nổi hạch là triệu chứng thường gặp do nhiễm trùng, nhưng cũng có thể là triệu chứng báo động ung thư. Bác sĩ Lê Ngọc Quỳnh Thơ. Xin nói thêm, tiên lượng cung cấp một ý niệm về diễn tiến và kết cục có thể xảy ra của một bệnh, nghĩa là cơ hội mà một bệnh nhân sẽ hồi phục hay tái phát bệnh. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.